Bạn hôm nay ngày 16 tháng 10 năm 2021, shop Hân My xin giới thiệu mẫu Trinh XTX20. Khung sườn con này được làm bằng nhôm. Xe được trang bị DJ âm sườn, phục nhúng có khóa phục nhúng dầu, có khóa phục vỏ CST on Touran. Size vỏ 27.5 x 2.1 phao không. Size khung con này là size 16. Tên con xe, thương hiệu con xe là Trinh XTX20. Bộ vỏ là bộ nền, con này đi bộ tay quá đẹp luôn. Nhìn con xe nó ngầu và nó mang đậm tính chất là dữ dằn ngầu nha các bạn nha. Giá có 5,1 triệu à, quá hợp lý. Tay đề con này được trang bị tay đề gì? Tay đề Shimano. Shimano là hàng thương hiệu khá nổi tiếng, được nhiều giới chơi, nhiều dân chơi trong làng xe đạp biết đến. Cấu hình con xe được trang bị cấu hình là 3 đĩa 8 lip tay đề Shimano 38 Shimano. Ba đĩa tay 3 Shimano 3 Shimano 8 tay đề và tay thắng tích hợp Shimano, ghi đông bô tăng nhôm, phục nhúng có khóa phục. Tên con xe, thương hiệu con xe là Trinh XTX20. Xe được trang bị đi dây âm sườn, mối hàng là mối hàng 7 cá vỏ CT on Touran, không biết đọc đúng không, cái đọc đại nha các bạn nha, má tiếng Anh chữ có chữ không đó, CT on Touran. Đó. Size vỏ con này là vỏ 27.5 x 2.10. Size vỏ là vỏ 27.5 x 2.10. Bánh trước bánh sau sử dụng bạc đạn nha các bạn nha. Bánh trước bánh sau sử dụng bạc đạn, ti bật tháo mở nhanh. Tên con xe, thương hiệu con xe là Trinh XTX20. Trinh XTX20. Màu sắc con này màu đen đỏ. Giá xe đang được bán với giá chỉ có. Giá xe đang được bán với giá Long Long lấy xe giùm anh Long ơi. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 5,100,000. 5,150,000 chứ lộn. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 5,150,000. Màu sắc là màu đen đỏ. Tên con xe, thương hiệu con xe là Trinh XTX20. Size khung con này là size 16. Size vỏ 27.5 x 2.10. Tên con xe, thương hiệu con xe là Trinh XTX20. Địa chỉ mua hàng là 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Địa chỉ mua hàng là 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng là 0937009995. Giò dĩa con này giò dĩa Pro Wheel. Bánh trước bánh sau bạc đạn, trục giữa bạc đạn giò dĩa Pro Wheel. Cùi đề đĩa là Le Chu. Giò dĩa Pro Wheel, cùi đề đĩa Le Chu. Size vỏ 27.5 x 2.10. Cùi đề lip con này được trang bị cùi đề lip Shimano Tourney. Cùi đề lip là Shimano Tourney. Lip con này là lip vặn 8, sơn con này là sơn 8. Tên con xe, thương hiệu con xe là Trinh XTX20. Trinh XTX20. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 5,150,000. 5,150,000. Địa chỉ mua hàng là 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Shop xe đạp thể thao Hân My là shop xe đạp đầu tiên trên thế giới luôn nha các bạn nha, chứ không phải tại Việt Nam không mà cả thế giới luôn. Bán hàng là cung cấp giá, và giá là giá đăng là giá bán luôn, không cần phải trả giá, không cần phải hỏi giá, không cần phải inbox giá. Giá là có trên luôn, thấy giá là thấy xe là thấy giá, có giá là cứ mua. Giá cả rõ ràng, số điện thoại là 0937009995 hoặc 0984649676. Tên con xe, thương hiệu con xe, mã sản phẩm con xe gọi là Trinh XTX20. Các bạn có tên sản phẩm, mã sản phẩm, các bạn có thể check Google để biết giá thực tế của mấy shop khác bán là như thế nào. Còn giá mình đang bán là giá chỉ có 5,150,000. 5,150,000. Tên con xe, thương hiệu con xe, mã sản phẩm con xe là Trinh XTX20. Size khung con này là size 16. Size vỏ là 27.5 x 2.10. Phục nhúng có khóa phục. Tay đề con này được trang bị tay đề Shimano 3 đĩa 8 lip. Cùi đề đĩa con này được trang bị cùi đề đĩa Le Chu. Trinh X là hàng thương hiệu thiết kế design theo phong cách Italia. Chế độ bảo hành khung sườn lên tới 5 năm. Do công ty tập đoàn Trinh X đứng ra chịu trách nhiệm phân phối bảo hành. Giò dĩa con này giò dĩa Pro Wheel. Trinh X là hàng thương hiệu thiết kế design theo phong cách Italia. Chế độ bảo hành khung sườn là 5 năm. Do công ty Trinh X đứng ra chịu trách nhiệm phân phối và bảo hành. Bê đan theo xe là bê đan thường. Giò dĩa Pro Wheel, trục giữa bạc đạn, bánh trước bánh sau bạc đạn.
Tên con xe, thương hiệu con xe là Chinx TX20. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 5 triệu 150 ngàn. Xe này xe mới, các bạn cũ, các bạn thử nhìn đi, xe này xe mới, xe cũ, xe này chỉ là xe mới thôi chứ không có xe cũ nha các bạn nha. Mua xe là đập thùng, bảo hành chính hãng. Bảo hành chính hãng là sao? Các bạn đem ra hãng được bảo hành. Hãng là sao? Hãng là một cái mặt bằng lớn, diện tích lớn, nó gồm có 3 căn nhà, gồm diện tích nó phải ít nhất là phải 8 nhân cho 16 và 3-4 lầu nha các bạn nha. Và nhân viên trong chổng là ít nhất phải 4-5 người. Và có cái chỗ cho khách hàng ngồi tham quan, ngắm cảnh, và có máy lạnh cho các bạn ngồi luôn nha các bạn nha. Ngồi rất là thoải mái, rất là thoáng mát nha. Nhân viên thì phục vụ rất là nhiệt tình. Cái đó là mình đang diễn tả trung tâm bảo hành nha, chứ các bạn vô nhà mình là nóng thấy mẹ luôn. Đó. Tên con xe, thương hiệu con xe là Chinx TX20. Bảo hành chính hãng, có địa chỉ trung tâm bảo hành chính hãng tại khu vực Sài Gòn cho các bạn luôn. Các bạn chỉ cần vô hãng nhịp chân là nhân viên nó phục vụ các bạn từ A tới Z luôn nha các bạn nha. Làm xe làm đủ kiểu luôn cho các bạn. Trời ơi, làm đẹp luôn, nhìn xe beng xe beng luôn. Còn đây là xe này xe mới và bảo hành chính hãng, mua ngày nào bảo hành ngày đó nha các bạn nha. Chứ không phải là bảo hành trừ 2-3 tháng là xe chạy rồi nha các bạn nha. Xe xe mới, mới là mới, cũ là cũ. Như cái này mới nè, các bạn nhìn thấy nè, gai vỏ nè, gai gì nè, còn chưa có bung luôn nè, nè nhìn nè, mới ken luôn. Mới thì mới nhìn nó mới mới được vậy chứ giờ sao cũ mà quay cho mới được. Như thí dụ như con này đi, con này nó cũ vậy sao các bạn quay kêu quay cho nó mới, quay sao mà quay cho nó mới được, đúng không? Con này là xe mới thì quay vô nhìn là thấy, là thấy đã thấy mới rồi chứ không cần gì phải nói. Xe nè các bạn nhìn nè, trời, nước sơn nè, trời quá đẹp luôn, màu sắc là màu đen đỏ nè. Tên con xe, thương hiệu con xe là Chinx TX20. Do dĩa nè, do dĩa Pro Wheel nè, các bạn nhìn cái cộng dây sên và cái dĩa nè, nó sáng như ông mặt trời á. Đó, cùi đề đĩa con này, cùi đề đĩa L chu nè, do dĩa Pro Wheel, bê đan hay xe bê đan thường. Clip là clip vặn 8 nè, đó các bạn nhìn các mắt clip các mắt sên không? Đó, nhìn như vậy là thấy biết mới rồi, khỏi còn phải hỏi nha các bạn nha. Cùi đề clip là Shimano Tuning nè, xe chạy rồi là sên clip, dầu nhớt nó dính tùm lum hết xe này, xe mới đập thùng nha các bạn nha. Các bạn cần là có hàng thùng cho các bạn đập luôn nha các bạn nha. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 5.150.000. Địa chỉ mua hàng là 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng là 0937009995. Tên con xe, thương hiệu con xe là Chinx TX20. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 5.150.000. Chế độ bảo hành khung sườn là 5 năm do công ty tập đoàn Chinx đứng ra chịu trách nhiệm phân phối và bảo hành.